Bài pháp bạn đang nghe được phát trên website www.moidenchanhpap.com. Tiếng nói chân lý chánh pháp nhà Phật. Quý vị niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa viện chủ và đại chúng, tối nay là tối thứ hai đầu tuần, các vị tụng kinh và học giáo pháp. Hôm nay thì có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi giảng tôi đeo kính. Con mắt bây giờ nó bắt đầu nó báo hiệu là tôi đi xuống rồi. Hơn nữa bữa nay nó ho. Nhưng mà ráng cố gắng. Hôm rồi chúng ta đã qua cái kỳ thứ 6 về học kinh A Di Đà. Hôm nay là kỳ thứ 7. Kỳ thứ 7 thì nói 7 kỳ vậy chứ mới vừa vô cái lời tựa kinh nè. Thì kỳ rồi thì chúng ta cùng nghe, cùng chia sẻ với nhau về cái lục chủng thành tựu. Một bộ kinh nào thì cũng có lục chủng thành tựu, nhất là trong kinh Tạng Đại Thừa. Thì có một thời gian á, tôi cũng có một cái bài xích, đó là nếu cái hàng khác đạo đó, mình cho là khác đạo hay là ngoại đạo, họ cũng có thể họ viết kinh, rồi họ đưa cái lục chủng thành tựu này vô cũng được, chứ đâu phải nhất thiết là kinh Phật mới có đâu. Nhưng mà chiều hôm nay thì tôi có một cái sự suy nghĩ và xin hiểu đính lại. Đúng ra cái phần chánh văn á, cái nội dung là phần quan trọng, nhưng mà thật ra cũng không nên bỏ qua cái 6 cái điểm thành tựu này để thể hiện một cái tinh thần gì của đạo Phật muốn nói. Tôi muốn thưa với đại chúng điều đó. Thì hôm rồi thì quý vị cùng với tôi đi ngang qua cái đoạn đó: nhất thời như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ đại tỳ kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu đó. Thì hôm nay mình cũng chưa đi qua cái đoạn đó được hết đâu, bữa nay chia sẻ tiếp. Thì tôi muốn nói với đại chúng là Đức Phật bây giờ đó, như thị ngã văn là tôi nghe như vậy đó, là nói về tính thành tựu, văn thành tựu. Nhất thời là chỉ cho một thời điểm nhất định. Cái trang 41 của kinh Di Đà được giải, nhưng mà bây giờ tôi đã có sửa lại hiệu đính một chút xíu, bổ túc thêm một chút xíu. Và cảm ơn quý Phật tử đã vì cái Phật pháp mà phát cái tâm mà in ấn trở lại. Sửa chữ và in ấn trở lại, tôi đây là một niềm cúng dường, khích lại cái tinh tấn chúng tôi rất là vui, để mà làm cho tôi có một cái hoan hỷ để tiếp tục cái công việc của mình. Thì tới chỗ thành tựu là Phật Thích Ca, là người thuyết pháp xứ thành tựu. Cái chỗ này tôi muốn nói rõ cho đại chúng nghe bữa nay về xứ thành tựu. Có nghĩa là xứ thành tựu là nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Phật ở Xá Vệ Quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên. Thì cái Xá Vệ Quốc á, sở dĩ trong này nói như vậy, nhưng mà thực tế ra cái Xá Vệ đó, đây là một cái thủ đô của nước Kiều Tát La. Giống như nước Mỹ mình nó có nhiều cái tiểu bang, mỗi một tiểu bang nó có một cái thống đốc riêng vậy. Thì cái Xá Vệ Quốc nói như vậy, nhưng mà thật ra nó là một cái thủ đô, một cái nơi gọi là kinh đô, cái nơi ngự trị của vua Ba Tư Nặc ở cái nước tên là Kiều Tát La. Thì bây giờ Phật ở tại Xá Vệ Quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên,
Kỳ rồi thì tôi có giải thích cho quý vị nghe sơ qua là cái kỳ thọ là cái cây của Thái tử Kỳ Đà, mà cái vườn của ông Cấp Cô Độc. Thì Cấp Cô Độc là một vị trưởng giả triệu phú ở kinh đô Xá Vệ của vương quốc Kiều Tát La, miền Bắc Ấn Độ bây giờ. Mà quý vị nhớ là kỳ rồi tôi có nói là ông tên thật của ông là Tu Đạt Đa, thường hay giúp đỡ người nghèo khó khốn khổ, nên ta đặt cho một cái hiệu là Cấp Cô Độc, có nghĩa là người cứu giúp kẻ nghèo khó và cô độc. Ông có vợ và 4 người con, có 3 người con gái và 1 người con trai. Thì ông Tu Đạt Đa này có một người anh vợ thì ở tại thành Vương Xá, cho nên ông này là một thương gia giàu có, thường đi qua lại buôn bán trao đổi ở Vương Xá Thành. Vương Xá Thành là cái nước của vua Tần Bà Sa La, mà sau này kế thế đó là ông Hợp Thế đó. Khi có việc, mỗi lần mà ông đi sang để làm mai mối buôn bán giao dịch đó, thì ông thường hay nghỉ ở nhà anh vợ của mình. Cho tới một hôm nọ thì ông đi qua, ông ở nhà người anh vợ, thì thấy nhà anh vợ ngày đó lăng xăng lo làm tiệc làm tùng trang hoàng. Thì ông mới hỏi chứ là ngày mai gia đình có cái lễ gì mà anh bận biểu như vậy. Thì người anh vợ mới nói rằng được cái sự hứa khả của Đức Phật và tăng đoàn, thì ngày mai này thì anh với gia đình phát cái tâm cúng dường một bữa ăn giờ trưa, bữa ăn trưa cho Đức Phật cùng tăng đoàn. Thì ông Cấp Cô Độc mới giật mình, bởi vì ông ở cái nước hồi nãy tôi nói là ông ở nước gì, nước Kiều Tát La, mà cái kinh đô là Xá Vệ. Quý vị nhớ cho rõ những cái danh từ này. Thì ông chưa có nghe danh Đức Phật đó. Ý bên đây tôi muốn nói về phần duyên khởi, để cho quý vị hiểu biết tại sao mà bây giờ này tu sinh hiểu đính lợi là tất cả kinh Đại Thừa phải có lục chủng thành tựu, để nói lên một cái điểm này nè. Thế thì ông mới hỏi ông anh vợ chứ anh làm cái gì mà bận rộn vậy. Thì anh vợ mới trả lời là ngày mai sao thỉnh Đức Phật và tăng đoàn, được Phật khứa khả là về thọ trai. Thì ông này mới nghe danh hiệu Phật thì mới hỏi là Phật là ai. Thì người anh mới trả lời là Phật xưa kia là một vị thái tử của đâu, của nước Ca Tỳ La Vệ, của vua Tịnh Phạn vậy đó, phát tâm đi tu rồi thành tựu đạo nghiệp. Thì khi ông nghe như vậy thì lòng ông Cấp Cô Độc chưa biết Phật là ai, nhưng mà nghe tiếng Phật thì lòng ông hoan hỷ, trong lòng thấy nó nhẹ nhõm đi. Cho nên cái điều này mà tôi muốn nói với đại chúng á, sở dĩ chúng ta đó nói gì thì nói, chứ cũng nhiều đời nhiều kiếp đủ túc duyên mới gặp Phật. Mà mình không gặp Phật bằng xương bằng thịt, nhưng mà mình ngày nay nghe tiếng Phật, trong lòng mình nó thấy có một cái gì đó thiêng liêng và kính trọng. Quý vị có phải vậy không? Cho nên cái chỗ này nè, để nói lên cái tâm của Phật và cái tâm chúng sanh nó không khác. Dù hiện nay ta là chúng sanh, nhưng mà cái chủng tử Phật nó vẫn có. Cho nên khi ông Cấp Cô Độc nghe nói đến Đức Phật thì lòng ông hoan hỷ lắm. Suốt một đêm đó ông lo, ông ngủ không có được. Lo là gì? Mong sao cho mau tới sáng để ông được diện kiến ông Phật như thế nào và tăng đoàn ra làm sao. Mà trong khi người anh của mình thì giới thiệu ca ngợi hết lòng như vậy. Thế thì tới mau tới sáng, tới sáng thì Đức Phật và tăng đoàn đến, thì thấy cái phước tướng của Đức Phật á, ông Cấp Cô Độc càng thêm quan hỷ. Rồi nghe thêm một bài Đức Phật dùng tra thọ trai rồi thuyết pháp, ông càng cái sanh cái tính tâm vô cùng. Ông nghĩ này, trên cuộc đời này chưa có một vị nào có phước tướng, phước đức và trí tuệ như vậy. Cho nên ông nghĩ đây là một vị, bây giờ ông chỉ nghĩ đây là một vị thiêng liêng, một vị thánh mà. Thì Cấp Cô Độc mới xin Đức Phật một điều
là bạch Thế Tôn, bạch Đức Phật là hôm nay thì người anh vợ con cúng dường, con mong Ngài cho con được gieo duyên với Ngài là ngày mai con cũng thỉnh Đức Phật và Tăng Đoàn cũng đúng giờ này, cũng lợi điểm này, và ngày mai là phần cúng dường của con phát tâm. Ông thỉnh Đức Phật ngày thứ hai, mà ngày thứ hai cũng lợi nơi địa điểm này, mà ông xin cái đây là của ông cúng dường. Quý vị nghe hiểu chỗ này có nhớ không? Thế thì ngày thứ hai Đức Phật vẫn hứa khả. Thì ngày thứ hai ông mời Đức Phật lại nhà của người anh vợ của mình, và ngày đó ông bỏ ngân khố ra, bỏ công bỏ sức ra để nấu cúng dường Đức Phật và Tăng Đoàn. Bây giờ thì Phật hỏi chứ này cấp cô độc, hôm nay ông thỉnh ta để cúng dường như vậy, ông có một cái gì để ông muốn hỏi ta không? Thì các cô độc nói: dạ bạch Thế Tôn, hôm nay sở dĩ con cố ý mà xin thỉnh Thế Tôn cùng Tăng Đoàn về con cúng dường một lần nữa cho con gặp một lần nữa là vì con đem cái tấm lòng thành kính của con muốn thỉnh Thế Tôn về cái nước của con để giảng kinh thuyết pháp. Thì tại sao ông dám thỉnh như vậy? Bởi vì ông là một thương gia giàu có, hơn nữa là ông có một cái địa vị của một cái thời đại của nước Kiều Tắc La, là nước Xá Vệ đó. Cho nên ông có thể nói đức vua nghe, ông có thể xin đức vua đồng ý, cho nên ông thỉnh trước thì Đức Phật mới hứa khả. Đức Phật hứa khả được, ta và chư tăng sẽ sang cái nước Kiều Tắc La thành Xá Vệ để theo lời khải thỉnh của ông. Thế thì ông đi về. Ông về ông mới suy nghĩ. Ông nói tại cái nước, tại cái thành Vương Xá thì Đức Phật có cái Trúc Lâm Tịnh Xá. Trúc Lâm Tịnh Xá là cái nơi đầu tiên của Phật tử, của tín đồ để dâng cúng, để làm cái nơi dừng chân thuyết pháp cũng như cho tăng chúng tu hành. Mà trong đó đó, người anh vợ của các cô độc này cúng 60 cái thất cho tăng chúng. Trong cái tinh sách Trúc Lâm á, là người anh vợ của các cô độc cúng 60 cái thất. Thế thì ông mới suy nghĩ, anh của mình chưa phải là giàu có như mình mà còn phát tâm như vậy, huống gì mình. Cho nên ông mới đi về, ông mới đi tìm miếng đất để ông mua, ông cắt. Ông cắt cái tịnh xá mà xưa gọi là tinh xá. Tinh là trong sạch, mà tịnh thì vắng lặng, trong sạch cũng nghĩa vậy thôi, tinh nó tịnh cũng thế. Thế thì ông nhìn, ông tìm rất là nhiều chỗ, nhưng mà tình cờ ông đi ngang cái vườn của ai? Của Thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà là con của vua, thì biết của vua rồi, mà vua nào? Nghe hồi nãy giờ quý vị tự phán xét là cái vua nào. Thế tử Kỳ Đà là con của chánh cung hoàng hậu của vua Ba Tư. Ba Tư Nạc. Hay nói chung Thế tử Kỳ Đà là con của Ba Tư Nạc và hoàng hậu Mạc Lợi Phu Nhân, gọi là chánh cung đó. Thái tử là con của bà chánh nghe, quý vị nhớ nghe. Còn hoàng tử này kia nọ là con của các bà thứ. Còn chỉ cái ông mà tương lai lên làm vua, thế cho vua mới gọi là thái tử. Mà thái tử bắt buộc phải con của chánh cung hoàng hậu. Thế thì ông gặp cái vườn Thái tử Kỳ Đà là tại vì vua Ba Tư Nặc á, biết Thái tử Kỳ Đà có cái tính thích điềm viên vắng lặng, biết thương con mình như vậy, cho nên cấp riêng cho Kỳ Đà một miếng vườn. Trong vườn đó có những cái cây cổ thụ to. Thì bây giờ thì vua Ba Tư Nặc mới vào trong cung tìm Thái tử Kỳ Đà, mới thưa với Thái tử Kỳ Đà là: Thái tử có thể nhường cái miếng vườn đó cho tôi để tôi cất cái tinh xá để thỉnh Phật được không? Ông làm như vậy hai việc. Việc thứ nhất, ông muốn báo, muốn thưa qua nhà vua Ba Tư Nặc rằng là ông có tôn trọng một vị thầy, một vị Phật như vậy, ông muốn thỉnh về để cho cái đất nước mình đã được phước đức, phước báo. Hai là cái điều quan trọng, ông là muốn gặp Thái tử Kỳ Đà để nhờ sự can thiệp của vua để mua miếng đất đó. Thì Thái tử Kỳ Đà mới nói chơi thôi, nói rằng là được,
Ông muốn mua thì ông đem vàng là ông trải đi. Ông trải được tới đâu thì tôi bán đất cho ông tới đó. Thái tử Kỳ Đà nói chơi thì ông Cáp Cô Độc nói dạ được. Sáng mai tôi làm điều đó. Thì Thái tử Kỳ Đà nói không rồi nghe. Nói tôi nói chơi vậy thôi chứ đất tôi đâu có bán. Thì ông vua, ông Cáp Cô Độc ông mới quay lại ông nói một câu này Thái tử. Này Thái tử, cái người mà dòng sát đế lợi, cái người mà có địa vị, cái người mà có bề thế là không được nói chơi nha. Mà thế gian họ gọi là quân tử thì sao? Nhất ngôn, hay còn gọi là quân bất khí ngôn đó. Vua thì không có nói chơi được. Vì ông gài, ông Cáp Cô Độc gài cái câu đó, Thái tử Kỳ Đà cứng miệng. Ông vừa gài câu đó là ông vội vã, ông cáo lui. Thái tử Kỳ Đà không cách nào từ nan được. Sáng hôm sau thì ông làm y như lời nói, ông đi ông giác vàng cái miếng vườn đó. Tuy nhiên thì ông mới suy nghĩ cái cây cổ thụ to quá, làm sao cách sao giác vàng. Đốn thì nó uổng. Mà bây giờ không đốn thì coi chừng là ông Thái tử bắt lỗi. Thì ông đứng suy nghĩ thì Thái tử Kỳ Đà trông thấy ông Cáp Cô Độc. Mới suy nghĩ rằng ông trong ánh mắt của ông đang có gì âu lo vậy. Thì ngài Cáp Cô Độc nói thật sự tôi lo đó Thái tử. Vàng tôi đã như thế này là Thái tử biết cái tấm lòng của tôi đối với Phật như thế nào rồi. Nhưng mà tôi ngại mấy cái cây của Thái tử ấy nè. Làm sao mà tôi hạ được mà tôi giác vàng. Thái tử Kỳ Đà mới suy nghĩ tại sao ông Cáp Cô Độc là một cái người không phải là dòng sắc đế lợi, một người quan, một người thương gia mà có tấm lòng cung kính như vậy, còn mình là Thái tử tương lai làm vua mà tại sao mình không có mở cái tấm lòng mình ra đối với Phật hay sao? Dù mình chưa biết Phật, chưa gặp Phật, chỉ nghe danh là Thái tử của nước Ca Tỳ La Vệ. Thì thật ra mà nói sẵn đây tôi nói với quý vị luôn là vua Ba Tư Nặc và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, nếu mà tính tuổi đời là cùng một tuổi. Cho nên cái năm vua Ba Tư Nặc mất là 79 tuổi, còn Đức Phật mình thì 80, trước Đức Phật một năm. Tôi trở lại thì ông Thái tử Kỳ Đà mới suy nghĩ về, ông mới nói thôi coi như ông cúng đất, còn mấy cây này phần tôi á, góp phần hùng với ông đó, góp phần hùng. Thế thì ông Thái tử Kỳ Đà mới tìm hiểu, mới hỏi cho kỹ qua cái tường tận về tại sao mà Cáp Cô Độc Tu Đạt Đa kính trọng Đức Phật tới như vậy. Thì Đức Phật, ông Cáp Cô Độc mới nói những cái điều là xưa nay chưa có một cái vị nào mà dám từ bỏ hoàng cung đi tu, chưa có vị nào mà ngán ngẩm cái cuộc đời này trong nhung lụa vàng son. Mà trong khi đó thì Thái tử ở nước Ca Tỳ La Vệ Tất Đạt Đa dám bỏ những cái điều đó mà đi tu, mà thành được đạo nghiệp như vậy. Cho nên từ đó Thái tử Kỳ Đà một lòng cung kính. Thế thì mua khu vườn đó được rồi thì ông Cáp Cô Độc mới trở qua thành Vương Xá một lần nữa để gặp Đức Phật. Và thưa với Đức Phật rằng con đã có mua một khu vườn để thành tâm dân cúng cho Ngài, để Ngài qua có chỗ dừng chân và chư Tăng có chỗ nghỉ ngơi. Tuy nhiên thì giờ việc xây dựng thì con không biết, xin Thế Tôn chỉ bảo. Thì bây giờ Đức Phật mới sai Ngài Xá Lợi Phất, Tôn giả Xá Lợi Phất, thôi thì ông cùng với Ngài Cáp Cô Độc đi sang cái thành Xá Vệ đi, để mà coi, để xây dựng cái nơi mảnh vườn đó. Thì Xá Lợi Phất mới đi với Ngài Cáp Cô Độc sang cái nước thành Xá Vệ để mà coi, để cất cái tịnh xá. Thế thì Ngài Xá Lợi Phất qua xây dựng 4 tháng, rất rõ ràng là 4 tháng. Mà trong 4 tháng đó đó thì quý vị biết rằng là Tôn giả Xá Lợi Phất tuổi già. Bởi vì Xá Lợi Phất là lớn tuổi hơn Đức Phật, tuổi già mà là cái vị mà lụm cụm nữa, nhưng mà được cái trí soi sáng, trí rất sáng, giống như một nhà kiến trúc sư mới là cất cái tịnh xá. Mà vừa cất cái tịnh xá mà vừa phải đối đầu với ngoại đạo. Trong 4 tháng mà hơn 100
ông giáo chủ, ông thủ lĩnh của ngoại đạo tới để mà tra vấn, tới để mà coi như đã kích đủ thứ hết. Cho nên quý vị thấy cái chuyện mà khó khăn đầu tiên mà tôn giả Xá Lợi Phất phải làm đâu phải chuyện dễ đâu. Để đối đầu với những cái đạo khác mà trong kinh để lại là hơn 100 vị luận sư mà Đức Phật chỉ đúng người đó. Bởi vì Xá Lợi Phất là bậc đại trí, chứ nếu mà hồi đó mà Đức Phật mà chỉ tôn giả Mục Kiền Liên chắc qua ông dùng thần thông quýnh chạy chạy có cời hết rồi, phải không? Nhưng mà không chỉ ai mà chỉ cái vị đại trí mà cái tâm nó nhẹ nhàng thanh tịnh đó là tôn giả Xá Lợi Phất. Thì sau 4 tháng thì coi như ngài Xá Lợi Phất đã mở một cái con đường rộng lớn để cho các luận sư ngoại đạo phải kính trọng Đức Phật, kính phục quy về với Phật. Thì bắt đầu xong rồi thì ngài Xá Lợi Phất mới về để thưa cùng với Phật, và Phật bắt đầu dời chân du hóa qua thành Xá Vệ. Thế thì cái người mà ra đón Đức Phật tại bìa rừng đó, tại cái chỗ cái gọi bây giờ gọi là cái gì đó, cái ranh giới giữa hai nước đó, đó thì đó là Đức Phật, Đức của Thái tử Kỳ Đà và các cô đồng. Thế thì Thái tử Đức thân chinh Thái tử đi thì quý vị biết là phải có làm sao, phải có quan quân tùy tùng, rồi cấp cô độc thì người thương gia giàu có quân lớn nữa. Cho nên hai ông này đi thì tất cả thần dân cũng, người thì đi theo để coi như thế nào, người thì hiếu kỳ, và trong đó các có luận sư ngoại đạo nữa. Cho nên mình nghĩ thời đó chắc là cung đoán một cách nó trang nghiêm, nhưng mà điều trang nghiêm là với cái tâm thành kính, chứ không phải như mình ngày nay mà trống quýnh chiên khua rằng rằng nha. Phật thì không có cần vụ đó. Nhưng mà ý nó là khi Thái tử Kỳ Đà và các cô độc đi thì rất nhiều thần dân đi để đón Đức Phật, làm cho vua Ba Tư Nặc mới ngạc nhiên nữa. Ủa, không biết ông này là cái gì mà con ta tới bây giờ chưa gặp mà cũng nghe theo. Cho nên cái chỗ này tôi nói với quý vị nè, có những người thì cha mẹ phát tâm trước rồi con phát tâm sau. Nhưng mà cái điểm này nè, là Thái tử Kỳ Đà phát tâm, là con phát tâm đạo trước rồi mới độ được vua Ba Tư Nặc. Ý tôi nhắc nhở, từng tôi phân tích kỹ cho các vị nghe như vậy. Thế thì sau bắt đầu Đức Phật mới qua tới cái nước Xá Vệ. Đó, qua nước Xá Vệ và bắt đầu thuyết pháp. Thì trong cái lịch sử để lại đó, thì Đức Phật cái hạ thứ tư của Đức Phật là nhập hạ thứ tư á, cái lần hạ thứ tư là Đức Phật nhập hạ tại Xá Vệ thành, tại nơi kỳ viên này. Thì bây giờ cái tinh xá chưa có tên, thay vì bên nước Vương Xá thì tại cái nơi đó nhiều trúc cho nên đặt là Trúc Lâm. Còn bây giờ bên này chưa có tên cho nên cuối cùng mới kêu gọi là Kỳ Viên hay là Kỳ Hoàng. Rồi đó, bây giờ thành nó trở thành, bây giờ nó trở thành là Kỳ Hoàng Tịnh Xá, Kỳ Viên Tịnh Xá luôn đó. Thì trở lại là Đức Phật hạ thứ tư. Thì bây giờ nói tới đây thì tôi thưa với đại chúng là theo Kinh Tạng Đại Thừa thì Đức Phật nhập hạ 49 năm. Theo Kinh Tạng Nam Thừa, Nam Truyền hay là Tiểu Thừa thì Đức Phật 45 năm. Có nghĩa là cái năm đầu tiên Đức Phật thành đạo là bắt đầu Đức Phật đã có vấn đề truyền thống an cư kiết hạ rồi. Tôi trở lại vấn đề để hôm mùa hạ tôi có chia sẻ là có thầy thì học cho nhiều, nhưng mà học lịch sử thì nói là Đức Phật nhập hạ thứ năm, sau 5 năm, có vị thì sau 3 năm, rồi có vị nói lý do này lý do kia. Nhưng mà bây giờ hiểu kỹ và trong Kinh Tạng tôi soạn lục kỹ thì Đức Phật 49 năm có nghĩa là thành đạo là bắt đầu có vấn đề nhập hạ trong cái mùa mưa. Như vậy thì hạ thứ tư là Đức Phật cùng tăng đoàn nhập hạ tại Kỳ Hoàng Tịnh Xá. Cho tới hạ thứ năm thì Đức Phật nhập hạ ở Vương Xá Thành, bởi vì cái năm đó vua Tịnh Phạn bệnh cho nên Đức Phật không có đi xa được, cũng nghĩ tới cái tình vua thân sinh của mình, cho nên Đức Phật nghe Đức vua
vua cha bệnh cho nên Đức Phật nhập hạ ở gần. Rồi cho tới cái hạ thứ năm thì nhân giữa mùa hạ thì vua Tịnh Phạn Vương băng hà, Đức Phật có về để mà giữ lễ cho phụ hoàng. Đó là hạ thứ tư là nhập ở thành Vương Xá. Nhưng thứ tư ở Xá Vệ, thứ năm thì ở Vương Xá. Rồi trở lại vấn đề ông Cấp Cô Độc. Thì ông Cấp Cô Độc á có vợ và bốn người con, ba gái một trai. Mà ba cô gái thì hiền ngoan, vợ thì nết na đức hạnh, nhưng mà thằng trai thì nó quậy không ai bằng. Trong nhà nào cũng có người ha. Nếu nói vậy thì quý vị phải quán chiếu lại là ở xã hội lúc nào trong nhà cũng có người. Thì ba người con gái tốt mà có thằng trai nó quậy không ai bằng. Mà Ngài Cấp Cô Độc á, tin Phật, kính Phật, kêu nó đi nghe thuyết pháp mà nó không đi. Nó quậy lo quậy không, ăn chơi không à. Sau một hôm đó thì Ngài Cấp Cô Độc nó giờ mày không đi nghe giảng à, nghe Đức Phật dạy coi như tao à, giống như là tao cắt lương mày này kia nọ. Ví dụ như nó theo về đời, sao nó đi nó nghe thử. Nó cũng muốn vừa lòng cha, cho nên đi nghe thử cái Phật nói gì. Mà sau dần dần thì mưa dầm thấm lâu, cho nên anh ta hồi tâm, anh ta ở nhà, anh ta đàng hoàng thì cưới vợ để lo làm ăn, kế thế sự nghiệp của cha. Thì ai ngờ đâu nhân quả báo ứng, cưới gặp con vợ nó hỗn hào, nó láo xược không ai bằng. Đây là ta nói thế ra họ nói đúng đó. Nồi nào thì nó ấp dụng đấy. Rồi, anh cái nhân anh quậy quá đi, cho nên dầu anh hồi tâm nhưng mà cuối cùng anh cưới vợ, gặp một cô vợ là con gái nhà giàu. Mà con gái nhà giàu nó ỷ lại cha mẹ, cho nên coi cha mẹ chồng không ra gì. Nhiều khi chửi chồng mà chửi luôn cả cha mẹ chồng. Cho nên Ngài Cấp Cô Độc ngày buồn lắm. Mai thai cho Ngài là nghe pháp Đức Phật, cho nên cái buồn của Ngài nó không có buồn như kiểu mà quá nặng như cái người không nghe pháp. Dù biết là cái nghiệp báo buồn, nhưng mà có thở than cũng lâu lâu cũng vô, cũng thưa hỏi Đức Phật. Thì sau bữa đó Đức Phật đi vô quá, đi tới ngang nhà ông Cấp Cô Độc. Thì Đức Phật đứng trước cửa thì nghe nhà sau dâu nó chửi chồng, nó rỗn ở nhà sau á. Thì Phật mới gõ cửa, nhờ Phật cái duyên đó mà Phật mới kêu cô dâu lên. Phật mới nói, và Phật mới nói cái bảy cái cách của người vợ. Thì cho anh có cái kinh là bảy cách của người đàn bà làm vợ đó. Thì khi nói xong thì cô vợ của người con trai Cấp Cô Độc thì hồi tâm và phát tâm quy Phật, và không có chửi chồng, không có quát tháo cha mẹ chồng nữa, trở thành một người vợ, một người con gái ngoan hiền. Quý vị nghe những cái chi tiết đó rồi nhớ cái mùa Đức Phật ở cái từ kỳ viên Tịnh Xá đó, ở cái kỳ viên Tịnh Xá Đức Phật nhập hạ, tất cả ở kỳ viên Tịnh Xá là 19 lần trong cuộc đời 49 năm an cư của Đức Phật. Đức Phật nhập hạ ở kỳ viên Tịnh Xá 19 lần, mà nhập hạ thường nhất là từ cái hạ lần thứ 20. Từ hạ lần thứ 20 thì Đức Phật bắt đầu mỗi năm đều an cư tại cái kỳ viên Tịnh Xá. Cho tới cái mùa an cư thứ 37 thì Đức Phật cũng an cư tại kỳ viên Tịnh Xá. Thì trong mùa an cư đó thì những cái buổi pháp thoại không thấy ông Cấp Cô Độc đến. Mà trong khi các lần về trước không có ngày nào trưởng giả Cấp Cô Độc không đến hết, mà cái riêng mùa an cư thứ 37 của Đức Phật ở tại kỳ viên Tịnh Xá không thấy ông Cấp Cô Độc đến. Mà chỉ có người vợ của ông Cấp Cô Độc và các con đến nghe pháp mà thôi. Chỉ có bà vợ và các con đến nghe pháp. Thế thì Phật mới hỏi, tại sao hôm nay không thấy trưởng giả Cấp Cô Độc đến? Thì bà vợ mới thưa với Phật rằng, bạch Thế Tôn, chồng con đang bệnh nặng, có thể không sống được bao lâu nữa.
Bạch Thế Tôn, chồng con đang bệnh nặng, có thể không sống được bao lâu nữa. Thì hôm sau Đức Phật cùng với hai vị tôn giả, đó là Xá Lợi Phất và Ngài A Nan, đi đến thăm Ngài Tu Đạt Đa, Ngài Cấp Cô Độc. Thấy Phật và hai tôn giả đến, ông vui mừng lắm. Thì để an ủi ông thì Phật có dạy một điều: này Tu Đạt, suốt đời ông đã sống một cuộc sống có ý nghĩa, ông đã làm vơi cái nỗi khổ đau của biết bao nhiêu người, ông cũng đã đóng góp thật nhiều tâm lực vào sự hoằng truyền đạo giác ngộ được lan rộng tỏa khắp nơi khắp chốn. Ông sống đúng theo chánh pháp, đã tạo được hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và cho nhiều người trong xã hội. Thôi, bây giờ ông nên tịnh dưỡng, thầy Xá Lợi Phất sẽ thỉnh thoảng đến thăm ông và hướng dẫn cho ông tu học. Đức Phật có lời khuyên, mà lời khuyên này đó là một lời hộ niệm. Cho nên quý vị nhớ, cái hộ niệm của đạo Phật là vậy đó, chứ không phải hộ niệm theo cái kiểu ngày nay mà quý vị tự vẽ ra rồi người ta nằm thôi thóp gần chết đó, rồi quý vị lại quý vị niệm suốt ngày suốt đêm. Cái này hộ niệm tôi không nói là sai hay đúng, nhưng mà nếu đúng cái thời hộ niệm của Đức Phật là vậy. Và Phật có nói cho ông Cấp Cô Độc và nhắc nhở cho Ngài Xá Lợi Phất thường xuyên đến thăm Ngài Cấp Cô Độc và nhắc nhở cho ông về cái gì? Cái vô thường. Nói cho nên là gọi là hộ niệm cho ông. Tôi đọc lại, Đức Phật có nói: này Tu Đạt, suốt đời ông đã sống một cuộc sống có ý nghĩa, ông đã làm vơi cái nỗi khổ đau của biết bao nhiêu người, ông cũng đã đóng góp thật nhiều tâm lực cho sự hoằng truyền đạo giác ngộ được lan rộng khắp nơi. Ông sống đúng theo chánh pháp, đã tạo được hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và cho những nhiều người trong xã hội. Bây giờ ông nên tịnh dưỡng, thầy Xá Lợi Phất sẽ đến thăm và thường xuyên nhắc nhở cho ông tu học. Thế thì Xá Lợi Phất rất vui mừng. Gần một tháng sau thì người nhà của ông Cấp Cô Độc lên tỉnh xá báo cho tôn giả Xá Lợi Phất biết là bệnh tình của ông Cấp Cô Độc trở rất nặng. Tôn giả liền mời tôn giả A Nan cùng đi đến thăm. Thì ông không ngồi dậy được, chỉ nằm trên giường mà tiếp hai vị tôn giả. Biết đây là thời khắc cuối cùng của cuộc đời ông, cho nên tôn giả Xá Lợi Phất liền hộ niệm cho ông nghe một bài pháp cao siêu, đó là nói về vô thường, vừa thuyết vừa dạy ông quán chiếu. Khi nghe và quán tưởng theo bài pháp ấy xong, nước mắt ông chảy ràn rụa trên hai gò má. Ngài A Nan thấy thế mới hỏi: này cư sĩ Tu Đạt Đa, sao ông có phải lo sợ và mà quán chiếu không thành công và tinh thần trở nên suy nhược không? Thế thì thấy ông, khi mà hai thầy nhắc nhở cho Cấp Cô Độc thì ông khóc nước mắt ông ràn rụa. Thì bây giờ Ngã Nam mới hỏi là có phải là ông lúc này ông lo sợ không? Ông lo sợ cái chết, ông không có đủ cái năng lực mà để ông quán chiếu cái lời dạy của Đức Phật không? Thì quý vị thấy Ngài Cấp Cô Độc trả lời sao đây? Ngài Cấp Cô Độc trả lời: bạch tôn giả A Nan, con không có lo sợ, tinh thần con không hề suy nhược, con quán chiếu rất thành công. Con khóc là vì con quá xúc động. Con đã phụng sự Phật và chúng tăng hơn 30 năm nay, đã từng được nghe nhiều bài pháp do Đức Thế Tôn giảng dạy, vậy mà chưa bao giờ con được nghe bài pháp nào sâu xa và màu nhiệm như bài pháp hôm nay. Ngài đó là 30 năm nay Ngài đã từng gần gũi cúng dường mà Ngài chưa có nghe cái bài pháp nào quý giá như bài pháp hôm nay. Đó, tại sao quý giá? Đó, quý vị đặt. Thì tôn giả Xá Lợi Phất mới trả lời rằng: này cư sĩ Tu Đạt Đa, những giáo pháp sâu xa nhiễm màu như vậy thường chỉ được Phật giảng dạy cho tăng ni nghe mà thôi. Đó. Như vậy thì cái bài pháp mà nó quán chiếu vô thường, vô ngã đó, thì thường là Đức Phật nhắc nhở cho tăng ni là chính. Như vậy thì hồi cư sĩ như các vị thì vậy thì Ngài Cấp Cô Độc học cái gì? Thì cái điều này các vị cần nên suy nghĩ. Như vậy thì trong cái quá trình mà Đức Phật thuyết pháp 30 năm đó, như vậy là chắc Đức Phật thường nói kinh A Hàm. Nếu nói vậy thì mình mới nói là cái thời kỳ thuyết kinh A Hàm
Phật không có nói nhiều về cái sâu sắc về cái pháp tánh đại thừa. Phật chỉ nói về cái pháp tướng. Như vậy thì cái trong thời gian này Phật chưa có nói nhiều về giáo điển đại thừa, mà có nói là nói cho chư tăng nghe chứ chưa cho cư sĩ. Cho nên khi ông các cô đọc gần tắt hơi mà nghe được cái pháp đại thừa, bài pháp sâu xa, thì ông tưởng đâu là hồi sau đó giờ Đức Phật không có nói, mà bữa nay ông được nghe là ông mừng quá. Thì ngày sau lại pháp nói có, Phật đã nói nhưng mà nói cho tăng ni. Bạch hai tôn giả, hàng đệ tử cư sĩ chúng con cũng có thể nghe, hiểu và hành trì được giáo pháp sâu miệng này. Xin hai tôn giả Bạch Thế Tôn, xin Ngài cho phép với giới cư sĩ chúng con được nghe và hành trì giáo pháp sâu xa màu nhiệm đó. Thế thì vậy thì ông gần chết, gần tắt hơi thở mà ông còn nghĩ tới ai? Nghĩ tới pháp giới chúng sanh. Quý vị thấy cái điểm này, cái điểm đặc biệt. Thế thì các cô đọc mới có một cái lời nhắn nhủ hay là cái lời gian xin rằng xin cho cái hàng cư sĩ được học giáo pháp sâu xa màu nhiệm, bởi vì chúng con cũng có thể được nghe, chúng con cũng có thể hành trì. Như vậy thì cái hàng cư sĩ chúng ta đâu phải là người dở đâu, phải không? Cư sĩ Tu Đạt Đa đã an nhiên từ trần ngay chiều hôm đó. Hai vị tôn giả đã ở lại hộ niệm rất lâu cho ông. Hộ niệm là trong lúc này vì cái lòng thương, vì cái ân nghĩa, chứ không có nói hộ niệm 8 tiếng đồng hồ nghe. Chứ đừng nghe vậy rồi không gì. Bây giờ tôi nói về cái chỗ này nó có liên quan với nhau chút nữa. Vua Ba Tư Nặc trở lại, nãy giờ tôi nói ngày cấp cô độc, bây giờ nói vua Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc là anh ruột của ai, quý vị có thể suy nghĩ nè, ai có thể đọc qua lịch sử. Vua Ba Tư Nặc là anh ruột của hoàng hậu Vi Đề Hy. Như vậy là vua Ba Tư Nặc và vua Tần Bà Sa La là gì quý vị? Là anh em cột chèo phải không? Ủa không phải cột chèo. Ngồi đài gọi là cái gì? Em có nghĩa là vua Tần Bà Sa La là cưới em gái của vua Ba Tư Nặc. Em rể. Như vậy thì Thái tử A Xà Thế là cái gì của vua Ba Tư Nặc? Thái tử A Xà Thế là con của vua Tần Bà Sa La. Như vậy là kêu vua Ba Tư Nặc bằng dượng hả? Bằng dượng. Tất cả cái thời này đó nó giống như cái thời phong kiến, là anh em chú bác trong dòng tộc nó có liên quan, giống như xin lỗi là lấy nhau hết, nó không có thừa ra người ngoài. Thế thì cái dòng dõi Thích Ca, dòng dõi vua Ba Tư Nặc, dòng dõi vua Tần Bà Sa La, dòng dõi vua Hữu Xứng, vân vân, tất cả đều là dòng thân hoàng thân quốc thích hết. Nhưng mà tại vì cái nước nó cách nhau, nó không có như mình ngày nay gọi điện thoại, cho nên không có cái chuyện mà để gặp nhau, chứ còn tất cả đều là dòng tộc. Vậy thì bây giờ trở lại vấn đề vua Lu Ly á. Vua Lu Ly, bây giờ quý vị nhớ từng cái chữ vua Lu Ly mà tàn sát dòng họ Thích Ca đó. Vua Lu Ly là con của ai quý vị biết không? Con của vua Ba Tư Nặc, mà con của vợ thứ. Có nghĩa là vua Lu Ly và thái tử, ông Lu Ly á, hoàng tử Lu Ly và thái tử Kỳ Đà là anh em một cha mà khác mẹ. Cho nên kỳ hôm đó đó thì vua Ba Tư Nặc mới đi ra trận. Cái năm nhà vua 79 tuổi á, năm nhà vua 79 tuổi thì khi nhà vua đi du hành vùng biên giới ở thủ đô, thì hoàng tử Lu Ly đó làm một cuộc đảo chánh, cho nên giết thái tử Kỳ Đà. Thế thì ông vua Ba Tư Nặc đang đi du hành ở ngoài biên, thì ở nhà thì cái người con hoàng tử của mình đó nó làm cuộc đảo chánh, cho nên lúc bây giờ nó giết thái tử Kỳ Đà, bị thái tử Kỳ Đà tương lai lên làm vua. Năm vua Ba Tư Nặc 79 tuổi.
Sau khi giết Thái tử Kỳ Đà rồi đó thì ông mới lên ngôi vua. Cho nên vua Ba Tư Nặc nghe người con mình nó phản như vậy đó, cho nên ông mới tức mình mà chết thảm ở công viên ở thành Vương Xá. Thành Vương Xá là nước nào? Nãy tôi nói rồi, nước của vua Tần Bà Xá Sa La. Thế thì đi du hành, nghe cái con mình nó phản như vậy cho nên tức quá chịu không nổi. Giống như người đời họ gọi là trào máu hay là lên tăng sông mà chết. Chết ở tại cái công, một cái vườn giáp ranh với cái nước của vua Ba Tư Nặc, mà chết tại cái bìa đó là của nơi cái nước Vương Xá. Vì vậy cho nên Thái tử A Xà Thế á, hai tinh mới rước long thể nhà vua vào thành làm lễ, làm quốc tang lễ. Như vậy thì cái người cháu mới rước người dượng về cái nước mình để làm tang lễ. Bởi vì vua Lưu Ly, ông Lưu Ly giờ ông đã lên làm vua rồi. Đó thì chỗ này quý vị thấy nó cái thời đó. Nếu mình đặt lại vấn đề này á, quý vị chịu có suy nghĩ nè, thì mình nghĩ làm sao? Cái người mà tính tâm cúng Phật, cúng dường cho Phật, học hỏi giáo lý như vậy đó mà bị chết thảm thê như vậy thì quý vị nghĩ làm sao? Tôi nói trước tiên là tôi nói Thái tử Kỳ Đà. Thì người đời nếu quý vị không khéo thì quý vị tách nó, à trời ơi, Thái tử Kỳ Đà là người đệ tử Phật, rồi phát cái tâm lòng tính tâm nó Phật mà tại sao bị quả như vậy? Đó. Có nhiều cái chuyện này mình phải cần nên bàn giải, mà mình cần nên nghiên cứu kỹ ở các bậc pháp sư, giảng sư người ta phân tích. Như vậy thì cái nghiệp báo đó, đó không phải đời này, đời trước à. Trước tiên là mình phải nói như vậy, nó còn tồn động lại. Chứ tại sao người hiền mà tới cuối đời chết như vậy? Kiểu như ông Lương Võ Đế đó, ông cắt 72 cảnh chùa, ông đúc 72 cái hồng chung, ổng nuôi 1000 tăng ni tu hành. Rồi vậy mà tới ngày ông chết, ông nhịn đói, bị ông hầu cảnh bỏ đói mà chết. Thì như vậy thì hỏi lại thì làm sao? Đó. Thì quý vị phải đọc cái kinh nghiệp báo hay là bổn sanh bổn sự, biết rõ cái tiền thân rồi quý vị mới vội nói được. Chứ cái người không biết cứ họ cơ hèm mà họ nói làm sao mà tu cả đời, làm phước cả đời mà chết như vậy. Cũng như vua Ba Tư Nặc vậy, ông vua là quốc một đại cường quốc như vậy, vậy mà có người con thứ giết người anh của mình để lên làm vua, trong khi đó thì người cha thì đang đi du hành và phải tức tối mà chết như vậy. Đó, tôi chưa kể tới cái chuyện mà vua Lưu Ly mà đem quân qua mà tàn sát dòng họ Thích Ca, bởi vì cái này nó chưa phải cái vấn đề đó. Tôi chỉ lướt qua như vậy thôi để cho các vị rõ một phần về lịch sử. Vậy là bây giờ tôi nhắc trở lại về lịch sử nè. Thứ nhất là vua Ba Tư Nặc là anh ruột của hoàng hậu Vi Đề Hy, mà Vi Đề Hy là vợ của vua Tần Bà Sa La, là mẹ của Thái tử A Xà Thế. Rồi vua Lưu Ly sau này á, ông Lưu Ly là con vợ thứ của vua Ba Tư Nặc. Đó, nó có những cái nó liên quan nhau. Rồi vua Ba Tư Nặc có một người con gái tên là Mạc Lị, hay còn gọi là Thắng Mang. Thì trong Đại Thừa Phật Giáo mình có kinh Thắng Mang á, thì Thắng Mang này là người con gái với công chúa của nước Xá Vệ đó, gả cho một ông vua nước nhỏ là vua Hữu Xứng nữa. Mà vua Hữu Xứng á thì cũng bị đại thần tức khách là giết đó. Nó còn dài lắm, cái dòng tộc hồi xưa của thời Đức Phật vua chúa rối ren lắm, mà không phải thời đó mà dường như cái thời nào cũng rối ren hết trơn, không phải không, để tranh giành cái địa vị. Bởi vì cho nên Đức Phật, cái đầu tiên mà Đức Phật suy nghĩ chỗ mà mình có thể mình có quyền bàn luận á, là Đức Phật biết là ngài nên làm vua không yên ổn đâu. Thiệt, ông vua thì lúc nào cũng sao sợ nó ân trước nó đâm tới sao nó chém lui, phải không? Cho nên ông Đức Thái tử ngài khôn thôi, cái chỗ quy quyền này đó. Cho nên ông Tạ Thiên Lăng mà trong Tam Cung mà kiểu ông nói đó, thật ra làm vua đâu có gì đâu mà tại sao phải ham, mà ông cũng ham chỗ là
Ông nói ngồi trên ghế ngay vàng á thì nó đâu có im. Quý vị thấy ngồi cái niệm này nó mới im, chứ ngồi ngay vàng thì nó cứng cống có im đâu. Vậy mà ai cũng phải ngồi. Mặc áo lông bào thì nó nặng tiều tiểu, đi khòm xương sống mà ai cũng phải mặc. Thấy không? Đó là cái danh. Bây giờ mình mặc áo cần cái vải mỏng cho nó nhẹ, còn mặc áo lông bào thì quý vị thấy toàn là ngọc, kim, tuyến, vàng, xoa trong đó không. Vậy mà nó nóng thấy mồ mà ai cũng thích. Cho nên Đức Phật cũng khôn chỗ đó đó. Bắt đầu là Ngài thấy cái chỗ đó rồi. Ngài mà lên làm vua thì trước sau gì thì cứ vậy đó. Đi thì cứ nhìn tứ phương à, không biết ở trước nó có sóc tới không, ở sau nó cái chém đuôi bên hông nó có bắn tới không, phải không? Tin đâu có yên ổn. Vì vậy mà dòng họ Thích Ca thì sau này bị lưu ly tàn sát không còn một người, chỉ trừ ra còn các vị đi tu mà thôi. Thì nói tới đây thì thôi coi như hết giờ, tôi chỉ nói sẵn bữa nay nói lịch sử một chút thì nói luôn. Khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đi tu thành Phật rồi á, lần đầu tiên trở về hoàng cung đó, quý vị biết á, Gia Du Đà La suối La Hầu La cái gì không? Ai từng đọc lịch sử nói tôi nghe cái. À, suối nó bây giờ á, con mà con gặp cái ông cha con á, ông Phật là cha con đó, mà ông về con ôm giò ông đòi chia của cho mẹ, nghe không? Thì cuối cùng Phật cũng chia của, Phật là chia của ngon lành, Phật chia thất thánh tài đó. Bởi vì Phật đâu có gì đâu mà chia. Cái ngai vàng ta đã bỏ, giang sơn gấm dốc ta đã bỏ hết rồi, trân bảo ta đã bỏ, thì ta còn, ta chỉ có gia tài duy nhất của bậc thánh. Nếu con có lấy thì con theo, theo ta mà lấy thôi. Thì cuối cùng khiến như vậy đó. Cho nên La Hầu La bây giờ còn trẻ thơ. Nếu tính ra cái ngày Thái tử ra đi á, thì La Hầu La còn nằm trong nôi. Mà có 6 theo bên Nam Tông á, thì có 6 năm sau thành đạo. Còn theo Bắc Tông mình thì 11 năm thì mới có 11, 12 tuổi chứ gì, phải không? Đâu biết cái gì. Nghe mẹ nó xuống vậy rồi ông cha nói được. Muốn gia tài thì theo, theo ta, theo Như Lai. Cho nên vì vậy mà La Hầu La đi tu luôn, làm Gia Du Đà La hỏng chừng. Tính nhờ La Hầu La để ràng buộc Đức Phật nhưng mà cũng không được. Vì vậy mà vua Bạch Phạn á, thấy cái hoàn cảnh đó vua Bạch Phạn mới sợ. Sợ không bao giờ cho A Nan gặp Phật. Bởi vì A Nan á giống Đức Phật, mà như trong kinh diễn tả là 31 cái tướng, chỉ thua Đức Phật ở cái tướng là nhục, nhục kế đó, vô kiến đảnh tướng đó. Còn tất cả các cái tướng A Nan giống hệt Đức Phật. Cho nên như vậy mà vua Bạch Phạn á, mỗi lần Thế Tôn về hoàng cung là bằng mọi cách là vua Bạch Phạn phải ngăn chặn không cho A Nan gặp. Nhưng vậy mà đúng ra là cũng hữu duyên, rồi cuối cùng A Nan cũng khiến sau đó cũng gặp Phật rồi phát tâm đi tu. Đó thì cái chuyện đó nó dài dòng lắm. Rồi từ từ mình học tiếp thôi kệ. Tôi hướng dẫn cho quý vị từng chi tiết rất kỹ như vậy nha. Còn đi vô kinh thì nói chứ nó lẹ lắm. Còn bây giờ những cái điều căn bản cần thiết như vậy thì các vị phải nghe. Mà cũng là cái dịp tôi cảm ơn quý vị để tôi ôn lại cái lịch sử. Chứ còn nếu có các vị chắc lần lần tôi cũng bỏ quên luôn. Thôi tới đây mình nghĩ là vừa rồi ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện.